xe Phú Lâm và chạy thẳng ra thì đi bến xe miền Tây, rồi đi miền Tây thôi quý vị. Thì hôm nay tôi mời quý vị các bạn đi thăm con đường gọi là con đường Tân Hóa và nối con đường Lý Văn Bích. Thì con đường này thì trước kia là hương lộ 14 thì được mở rộng ra quý vị, mở rộng ra cũng cách đây cũng khoảng 10 năm đấy quý vị. Nhưng mà con đường này trước kia không phải là hương lộ 14 ấy, thì nó nhỏ lắm, thì bây giờ người ta mở rộng ra rất là đẹp. Thì hôm nay tôi mời quý vị và các bạn đi thăm cái con đường này để mà xem cái tình hình những người dân ở đây người ta buôn bán như thế nào đấy quý vị. Thì tôi nghe nói là cái đường này là người ta đóng cửa phá sản rất là nhiều. Thì hôm nay tôi mời quý vị và các bạn đi thăm cái con đường này ha quý vị. Thì chúng ta sẽ đi ha quý vị, dưới chân cầu ha. Cầu này gọi là cầu Ông Buông 1 ha quý vị. Thì cầu Ông Buông 2 thì ở bên kia mới làm xong. Đây gọi là cái gọi là kênh Tân Hóa ha quý vị. Thì đặt đây là đường Tân Hóa. Quý vị nhé, đây là những mặt bằng trước kia đây này, những mặt bằng này trước kia là người ta buôn bán là lúc nào cũng đầy khách luôn đó quý vị. Đó quý vị nhé, đây là ngay quẹo đường Hồng Bàng từ đầu vô là quý vị đã gặp mà thấy 1 này, 2 này, 3 này, 3 căn này quý vị. Mới đầu thì người ta nói không có sai, thì trên này đóng cửa rất là nhiều công ty các quý vị và các doanh nghiệp. Ở đây thì trên đường này các công ty người ta thuê rất là nhiều các quý vị. Bên kia là công ty cổ phần 23/9 nha quý vị. Bên công ty đó là bây giờ là dừng hoạt động rồi nha quý vị. Ở bên đó là không còn hoạt động, nếu mà hoạt động là đã mở cửa làm. Bây giờ là 3 giờ ngày 8 nha quý vị, 3 giờ ngày 8 tháng 1. Công ty cổ phần 23/9 thì bây giờ nói chung là tạm ngưng hoạt động quý vị. Tại bây giờ có hoạt động cũng không có làm ăn được cái gì hết hả quý vị. Thì đây này, mấy mặt bằng này trước kia là cho thuê hết đấy quý vị. Đây là cho thuê làm ăn hết ấy, nhưng bây giờ do cái tình hình kinh tế như thế này thì người ta trả hết mặt bằng rồi quý vị. Người ta trả hết mặt bằng rồi. Con đường này rất là đẹp quý vị. To rộng mà có con lươn ở giữa này này. Thì trước kia thành phố mở ở đây ấy, thì đầu tư con đường này có khoảng hơn 4 cây số thôi. Mà tới hơn 800 tỷ đồng ha quý vị, hơn 800 tỷ đồng. Thì được con đường như thế này đây, rất là đẹp, cũng rất là thoáng là đẹp ha quý vị. Bên kia quý vị thấy đó, bên kia hàng loạt cái căn nhà là đóng cửa quý vị. Cái đó trước kia là cho thuê, người ta bán nhà hàng hết rồi quý vị. Chứ mặt bằng như này người ta không có tận dụng hết, người ta không có để chống, để phí tiền đâu quý vị ha. Đây những mặt bằng đây này quý vị nhé. Những mặt bằng này này, đó. Khóa cửa để đó này. Khóa cửa ngoài quý vị thấy cổng không? Khóa cửa ngoài. Trên đây có mấy cái này. Đó quý vị nhớ mấy cái đây nữa này, 1, 2, 3 này. Bây giờ quý vị thấy ông gần Tết rồi quý vị, gần Tết rồi đóng cửa hết rồi quý vị, rất là nhiều. Ở bên kia đó quý vị nhá, bên kia căn nhà nó rất là đẹp, mặt tiền rất là đẹp thôi quý vị. Trước kia là một người ta làm công ty, một người ta làm công ty, hai là nhà ở, buôn bán ở trong nhà. Nhưng mà bây giờ cái đó là người ta cũng không cho thuê được hả quý vị. Cái đó người ta thuê, người ta làm công ty bán hàng á. Những cái mặt bằng như này là rất là hồi xưa là rất là tiền rất là đắt hả quý vị. Người ta mua ở cái mặt bằng cái tiền này là khoảng nhỏ thì cũng phải 10 mấy triệu,
còn lớn lớn là cũng phải mấy chục triệu ha quý vị. Họ bên kia thì đó quý vị, đây, quý vị thấy không, một dọc những cái cửa hàng hay đóng cửa bên đó, salon bỏ chân nó đóng cửa hết rồi. Thì bây giờ đó quý vị thấy không, mấy cái đường này quý vị nhìn thấy là không có khách để mà mua đó. Đi vào thì chỉ thấy người đi thôi, không thấy người mua quý vị. Giờ con đường nào cũng vậy. Đó hàng loạt đó quý vị. Hàng loạt những cái như thế này, những căn hộ như thế này. Bây giờ người ta đâu còn buôn bán được nữa đâu, người ta phải trả thôi quý vị. Bên kia cũng vậy quý vị. Rất là nhiều. Ở Sài Gòn mà những mặt tiền như thế này thì đâu ai có thể bỏ trống được đâu. Người ta, mua một tháng thì người ta cho thuê là kiếm khoảng mười mấy triệu rồi. Một tháng có 30 này kiếm mười mấy triệu bỏ túi thì ngon lành ha quý vị. Thì càng về cuối năm gần Tết này ha quý vị, thì cái tình trạng mà phá sản đóng cửa rất là nhiều quý vị. Các công ty bây giờ là cho công nhân nghỉ sớm, mà quý vị, cho công nhân nghỉ sớm ấy, không còn buôn bán được nữa, không còn làm ăn nữa, giờ ngưng hết rồi, người ta ngưng hết mua bán rồi quý vị. Nhất là mấy công ty mà bất động sản đó quý vị, mấy động sản bây giờ người ta cho công nhân nghỉ. Cho nhân viên nghỉ đây này quý vị nhé, đây mấy căn này quý vị ha, mấy cái kiosk này ngố một dọc của công ty nào đây để xây kiosk cho thuê này, bây giờ là đóng cửa hết rồi quý vị, giờ là để rác ở trước cửa rồi, để rác quá trời à. Đó quý vị thấy không, quý vị, con đường này là cái con đường huyết mạch các quý vị, đi từ Phú Lâm mà đi ra tới Bảo Quẹo, thì từ Bảo Quẹo này đi ngược lại Phú Lâm, con đường này rất là đông, rất là người đông người đi các quý vị. Đây là cầu Tân Hóa này quý vị nha. Cầu Tân Hóa này thì con kênh này được mới làm. Mới làm đây rất là đẹp ạ. Và phải thì quý vị đi về Đầm Sen. Để đi về Âu Cơ. Bây giờ là còn một tháng nữa là Tết rồi quý vị, còn tháng nữa là Tết thì cái tình hình công nhân ở đây bây giờ về quê rất là nhiều rồi quý vị, phòng trọ, tất cả các phòng trọ, các nhà mướn bây giờ là người ta trả hết rồi, đi về rồi quý vị, không còn bao nhiêu rồi quý vị, không còn bao nhiêu công nhân ở trên này nữa đâu. Thì với cái tình hình kinh tế như thế này thì thấy quý vị nhé, một cái công ty kìa, công ty bên đó là đóng cửa nghỉ đây ha quý vị, công nhân không còn nữa ha, giờ chỉ còn bảo vệ coi thôi. Nó một công ty lớn nữa quý vị, công ty của tư nhân. Tại tại sao công ty, mấy công ty nó đặt ở đây, ở tại cái khu con đường này, đất nó rất là rộng quý vị, có nhiều khu đất từ xưa đến giờ bà con ở đây người ta sống lâu rồi, rất là rộng quý vị, cho nên là có nhiều người ta mua đất, khi mà con đường này mở ra người ta mua, người ta xây công ty, người ta sản xuất ở đây luôn á, hoặc là làm văn phòng trưng bày sản phẩm. Đó đây này, căn này rất là mấy bên này quý vị, rất là đây trước kia là cho thuê hết rồi quý vị ha, trước kia là cho thuê hết rồi. Trên kia các bạn studio đám cưới à, mới cấp đó, bây giờ người ta làm ăn cũng không được, người ta đành phải trả mặt bằng quý vị.
đây quý vị nhá, cà phê nguyên căn này quá trời này. Đó, bên kia đó kìa, quá trời mình rọc đi ha. Rất là nhiều con nhà bỏ trống, rọ trống đây thì cho muốn ga này. Đó đây này, đây những căn nhà là người ta cho thuê, bây giờ ta trả hết rồi, đóng cửa này quý vị nhé. Đây ở Sài Gòn này, những khu này có nhiều người, người ta có đất thì người ta xây á, có đất dư người ta cho xây, người ta cho thuê á quý vị. Thì nay tôi đi dọc con đường này để mời quý vị và các bạn đi tham quan, để mà biết, vừa biết con đường này nữa ha quý vị, để mà biết con đường này nó như thế nào. Đó, những cái khu mặt bằng rất là đẹp ha quý vị, bên kia đó những khu mặt bằng người ta làm từng ô một đó, có 3 ô đó, căn nhà đó của một chủ nhà người ta xây ha quý vị. Đó, người ta cho thuê ở dưới đó. Bây giờ người ta đang đóng cửa đấy. Bên tôi là cửa hàng của người theo. Đó, đóng cửa hết rồi. Bên đó nhiều, rất là nhiều. Bên kia cũng vậy quý vị nhé. Bên kia nó nhiều. Trước kia mấy ở bên này buôn bán ok lắm rồi, đường này người ta mở là buôn bán rất là nhiều người, người ta về đây người ta thuê làm, nhất là mấy công ty rồi rất là nhiều, người ta giới thiệu sản phẩm. Bên kia cũng vậy quý vị, đó quá trời. Đó là hồi xưa là của một cái công ty vật liệu xây dựng Dulux, đó là sơn Dulux quý vị. Giờ là cái tình hình này á, là người ta trả hết mặt bằng á quý vị ha. Quá trời luôn, bên kia nữa kìa. Bên đây nó kiosk này nữa quý vị nhá. Đây, những kiosk này trước kia là không thể nào bỏ trống được ha quý vị. Kiosk này này. Bây giờ là người ta phải trả hết này. Những cái ốt này nữa quý vị ạ, rất là nhiều, nguyên một dãy luôn. Đó, ông kia ông đang mở cửa làm gì không biết nhỉ, mới đâu có thuê hay là của ông ấy, nghi chắc của chủ nhà hay của công ty quá. Nguyên cái bên kia quý vị ạ, 1, 2, 3 đúng không, 3 căn cho thuê. À, giờ cũng thua quý vị. Quý vị thấy không? Đồ quá trời luôn này. Quá trời, như mặt bằng đóng cửa quý vị thấy không? Điều điều. Thịt bò sạch tươi vui kìa. Chuyên cung cấp vật liệu ốp lát, thiết bị vệ sinh. Tức là ở con đường này á, rất là nhiều các mặt hàng á quý vị. Từ thịt bò tươi tới vật liệu xây dựng. Rồi thế giới máy tập đó, đây là màu xanh nhá, thế giới máy tập cho thuê nhà đấy quý vị nhá. Này là bột giặt Tico, công ty bột giặt Tico thôi quý vị. Căn nhà rất là đẹp này, người ta cho thuê ngay góc này quý vị, giờ nào cũng người ta trả đây ha quý vị. Giảm giá cho thuê, nó không thuê không ai thuê các quý vị. Ở khu này là người ta giảm giá nhiều lắm quý vị nhá, không giống như ở quận 1 đâu. Quận 1 thì người ta không giảm giá mấy đâu. Khu này người dân ở đây người ta giảm giá, tức là được đồng nào tháng nào được hay tháng đó, nhưng mà ký hợp đồng thì nó ngắn thôi, nó không có dài, khoảng 1 năm thôi.
rất là nhiều các vị ơi. Các vị thấy sao? Con đường này rất là đẹp không các vị? Khi mà nhà nước làm lên cái con đường này rất là đẹp luôn đấy. Có nguyên kia một loạt, các vị thấy nhá, một loạt 1, 2, 3, 4 kìa, 5 căn này, kế mắt xa kìa, các vị thấy không? Quá trời quá đất. Đây quý vị nhá, đây cũng thua luôn này. Đó. Ôi ôi, quá trời quá đất. Quá trời quá đất, nhà cho thuê các vị thấy không? Quá trời quá. Giờ người ta không còn tiền để mà thuê nữa quý vị. Doanh nghiệp rồi người dân thì hết sạch tiền luôn rồi, không biết là có tiền ăn Tết nữa không đây hả quý vị. Đây nữa này, đó, mấy mặt bằng rất là nhiều. Và đây hôm nay tôi đi, đây là thực tế để mời quý vị các bạn xem thực tế về đây nhá. Đó quý vị thấy không, đóng cửa này, ở Sài Gòn mà như thế này, mặt bằng như thế này là không ai mà để không quý vị. Không ai mà để không, phải cho thuê kiếm tiền thôi. Nhưng mà do cái tình trạng này là thua, là không muốn, mọi người không có tiền để mà mướn nữa. Đó quý vị, 1, 2, 3, 4 căn này rất là lớn. Đây quý vị nhá, đó. Ở đây 1, 2, 3 này. Đó quý vị nhá, đây nó là 4 này. Đấy, quá trời quý vị đó. Rất là nhiều quý vị. Đây là ngã tư đường Hòa Bình nha quý vị ha. Đây, cái này là chủ nhà trước cho thuê, bây giờ đang sửa lại ha quý vị. Bây giờ chủ nhà đang sửa lại nhà, một là ở, hai là để chờ mới mốt cho thuê lại cho nó được tiền, được giá ha quý vị. Cửa hàng rất là đẹp và vật liệu xây dựng thiết kế kiến trúc nội thất La Milan quý vị. Quá đẹp rồi quý vị, mặt bằng quá đẹp, bây giờ không ai thuê, bỏ trống rồi quý vị ha. Hali cà phê coffee quý vị ha. Cà phê chỗ này góc đẹp quá mà cũng đóng cửa thua luôn nha quý vị, lại không đủ tiền trả tiền mặt bằng này. Đây là một cái siêu thị, người ta đã trả mặt bằng, người ta đóng cửa quý vị. Giờ người ta để xe ấy thôi, bây giờ không còn cái gì nữa quý vị. Bên kia không rồi, kia có mặt bằng rất đẹp và đang cho thuê kìa, màu trắng kìa, phát sình, hồi xưa người ta bán đồ thời trang. Đến bây giờ đây, Âu Trang. Siêu thị Âu Trang ngày xưa thì người ta bỏ luôn, do buôn bán không có được nữa, người ta dẹp luôn rồi. Đây thì có vị cứ đi xuôi đây để đi về đường ống cơ ra đường là vào quẹo thôi chứ.
lên trên này á, thì quý vị còn thấy đỡ đỡ một chút ha quý vị. Đó, cho thuê 1, 2, 3, 4, 5 lầu. 5 lầu ha quý vị. Giờ căn nhà nó để trống không ha quý vị ha. Đó, cho thuê đó. Nhà ngay hai mặt tiền, quá đẹp luôn. Đây là ngã tư đường Thoại Ngọc Hầu ha quý vị ha. Đường Hầu với Lý Văn Bích. Vì kiểu phải đi về cầu Bầu Cát ha. Giờ cái bên kia này quý vị nhé, bên kia đang cho thuê quá trời. Đó, không biết người ta đang bày vải kìa mà sao ra và treo bảng cho thuê là sao ta? Cho thuê cái căn nhà kế bên nhau quý vị ạ. Đây là cái ủy ban nhân dân quận Tân Phú ạ quý vị. Đây là ủy ban nhân dân quận Tân Phú ạ quý vị, cái cổng đằng kia kìa. Đó. Trước kia bán đồ ăn này, bò né này, bò bí tết này, à quý vị, đó, người ta xây lên đấy là nhiều kiosk lắm nha, bên đây kiosk này người ta cho thuê xây dựng lên này, đó, xây dựng thì người ta còn cầm cự được này. Nước đầu tư này làm cái con đường 800 tỷ, hơn 800
chân thị con đường này ha quý vị. Mà nãy giờ có mấy cây số thôi quý vị ha. Vật liệu xây dựng bằng đóng cửa luôn. Hai bên cũng phòng hà hai bên. Phòng hà lớn đóng cửa còn phòng hà nhỏ. Các quý vị nha, hai cái mặt bằng đóng cửa, các quý vị, hai cái mặt bằng rất là đẹp kìa. Ta bán đồ vật liệu xây dựng bây giờ người ta bán. Tôi trả mặt bằng là quý vị đang để bán cho thuê mặt bằng đó quý vị thấy không? Đó. Hai căn, căn đỏ đỏ bên kia cũng cho mướn luôn nè quý vị, rất là nhiều. Nên lên trên đây còn đỡ chút thôi quý vị. Thôi, tới đây là hết cái con đường Lý Văn Bích này rồi. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tôi xin ngưng video tại đây.